Rồi, đây là khu du lịch Đồng Môn ha. Rất là đẹp luôn em. Ok, lâu lâu đi du lịch. Đây là mẹ thầy đây, đây mẹ thầy nha. Đây khu du lịch Đồng Môn em ở Tuy An. Ở Tuy An nhá. Ở Tuy An. Em có cá không? Đây, hỏi có cần câu không? Hỏi cần câu. Có cần câu không gì vậy? À, chị, cái đây là mấy người đi đem theo câu á hả? Ê, còn cái nào không em? Còn có một cái được. Review giới thiệu Đồng Môn cho người ta biết người ta tới cho. Tuy An em nhé, rất là đẹp luôn. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp em. Đấy, đẹp luôn. Chà.